Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tuệ Vlog. Ngày hôm nay Tuệ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ổ sáo phun giấy tại nhà. Và đây cũng là video thứ hai mình làm sáo phun giấy. Cũng rất mong các bạn ủng hộ mình thật nhiều nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất để cho các bạn nhỏ vẫn làm được nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm và các bạn cùng đón xem nhé. Thank you.
Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn làm một quả sáo phun giấy như thế này. Và các bạn thấy video hay, bổ ích thì nhớ bấm chuông like và chia sẻ nhé. Ok, và quả sáo này mình sẽ tặng cho bạn nào qua nhà mình nhanh nhất nhé.